Từ hồi bé em sinh ra mê dân ca lắm, nhưng mà không biết làm sao hoàn cảnh đẩy đưa thi hát chỗ nào cũng rớt. Có người nói em mày đi kịch đi, em đi kịch thử. Từ bé thì thân hình em rất là nhỏ à, nhưng mà bây giờ có lẽ là nó vượt quá so với cái số đo quy định. Em này vừa béo vừa lùn, ăn nổ bánh mì của anh vào nó sẽ đùn lên cao. Sau cái cuộc thi này em có ước mơ nhỏ lắm, có thể là giật giải, giật giải quán quân. Ngoài việc đó ra em có thể được một chút ít gì đó để em giảm được cái thân hình gọn lại xíu thôi, gọn xíu thôi chứ đi thủ đồ khổ lắm. Dạ em cảm ơn ạ.